Chào cả nhà, mình là Khánh Toàn đây. Hôm nay thì mình đang có mặt ở Crescent Mall. Không có gì là xa lạ với Crescent Mall hết, nhưng mà lâu lắm rồi mới đi lại Crescent Mall. Thì hôm nay nó thay đổi quá trời luôn. Cái khu vực ở trên lầu cao nhất đây có khu vui chơi cho em bé vậy bình thường, nhưng mà nó có thêm cái quán ăn mà kia mới lên. Trong khi đó mình nhớ chỗ đó là cái đi chơi trò chơi kiểu như là giải thoát á. Cái sao vẫn là Crescent Mall CGV bình thường. Hơi vắng hả? Hôm nay Crescent Mall hơi vắng, không có đông. Bây giờ gia đình đang đi lên lầu 5 để kiếm một cái món gì đó ăn. Đói quá rồi. Hát mẹ bầu. Mẹ bầu né cái máy quay. Không ăn vô. Rồi sắp nghỉ cho linh tinh. Có bà nội dự kiến là ăn latte hả? Ốc latte thì bên kia, nhưng mà ở đây mình có thể mua nhiều cái lại mà, vì nó giống súp cọt vậy á. Tóc ơi, hello hello. Đi qua đây này không? Tóc thích lắm, lâu lắm rồi Tóc mới được đi chơi. Lát nữa cho con đi xuống Tiny World nha. Lý do hôm nay mình đi Crescent Mall là tại vì có Tiny World mới. Tiny World mới khai trương cái cột mốc. Thì theo mình đọc được nhớ là cái Tiny World thứ 50, cột mốc đáng nhớ. À đúng rồi, hôm bữa ba có cái được ưu đãi thành viên ngày sinh nhật ở CGV nhưng mà chưa xài. CGV đó, nhưng mà làm việc không xài quá. Bây giờ không, bây giờ lo làm phim không có thời gian đi coi phim. Cái ơi đi ăn cái gì đó. Trời đất ơi, ăn xong hết rồi mới nhớ quay phim mấy bạn ơi. Đây là một cái lẩu hai người ở Việt Deli. Rất là hấp dẫn. Nước lẩu mình thấy mình chưa ăn nhưng mà mình nghe mùi rất là thơm. Còn đồ ăn thì nhiều lắm nha. Đó đây là những cái gì mà sót lại sau cái nhiều lắm. Đây, đã vô đây hết rồi. Đặc biệt đó là mẹ mình kéo điêu làm sao mà dính được thêm dĩa cơm chiên miễn phí nữa. Đây gì là lấy hai ly nước rong biển. Còn đây là một cái combo của Lotteria, 3 ly nước ngọt, hai cái hamburger, hai miếng gà, một vịt khoai tây lát. Bữa nay ăn hơi nhiều. Đó, có 5 người thôi, đúng ra là 4 người thôi với thằng Sóc. Mà ăn quá trời ăn luôn. Bắt đầu mình xong cái gà là mình ăn lưng lưng, không biết có chơi qua nổi cái hamburger không nữa. Rồi chưa ăn lẩu nữa. Ok. Đây là cái tin mới khai trương đó, cái sinh nhật của mình luôn, 30 tháng 8. Bây giờ sẽ cho Sóc đi chơi Tiny World. Đây là Tiny World ở Crescent Mall các bạn. Mà chắc là có thể là sau mình phải đến mình quay, chứ còn bây giờ chưa quay được. Vòng vòng thì nó cũng giống giống vậy đó. Thì hôm nay mình phải đi rồi. Sóc nó vô nó chơi với ông nội, bây giờ mình phải chạy về. Bye bye, đi chơi đi con. Đủ rồi, mình đi thêm thì xuống rồi. Ở trong này cũng có khu phức hợp, nhà liên hoàn, khu Juni Room để mấy bé xếp đặt. Bên này là mấy cái trò chơi lắp ráp mới của Tiny, tô màu, cát, sân khấu, ngoài kia. Cũng có mấy game mà mấy game không có được nhiều lắm. Sóc kìa. Bây giờ mình phải chạy về để đi mua đồ. À, các bạn